Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tổ chức chương trình đối thoại Phụ nữ và thanh niên tích cực dẫn đầu công tác truyền thông phòng chống mua bán người. Hoạt động nhằm tạo môi trường giao lưu, trao đổi và nâng cao tiếng nói của những người trẻ trong phòng chống mua bán người và di cư lao động. Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm 2024 có chủ đề Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng chống mua bán người. Nhiều hoạt động được tổ chức nhân dịp này, góp phần cụ thể hóa các cam kết của chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống lại nạn mua bán người. Thông qua hình thức đối thoại giữa thanh thiếu niên và đại diện một số đơn vị chức năng, các đơn vị thông tin, truyền thông không chỉ cung cấp thêm kiến thức về thực trạng cũng như những phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người, nhất là thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, mà còn đưa ra được những giải pháp tiếp tục phát huy mạnh mẽ đồng bộ sức mạnh và sự lan tỏa của không gian mạng vào việc phòng chống mua bán người và thúc đẩy di cư an toàn.